nhiều. Ngày mai em có live nha mọi người nha, em sẽ live trước trận đấu giữa. Follow kênh YouTube của Thể thao Dân Việt cũng như là báo Dân Việt để chúng ta có thể theo dõi được những cái live stream cũng như là thông tin về bóng đá Việt Nam mỗi ngày ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có Công Phượng là mình thấy vui rồi. Chào người đẹp, chào anh Luyến Thơm, chào Hùng Triệu Văn ạ. Xin chào tất cả mọi người đang xem live stream nhá. Vâng. Đấy, mọi người muốn là zoom cận cảnh Công Phượng hay là muốn zoom cận cảnh ai thì mọi người có thể là comment nhá. Văn Toàn đây này. Chào anh Thức Đặng Văn nhá. Chào tất cả mọi người. Đây, Công Phượng đây. Số 7 nhá, Công Phượng không phải mặc áo số 10 nữa mà Công Phượng mặc áo số 7 nhá mọi người nhá. Công Phượng không mặc áo số 10 như bình thường mà Công Phượng mặc áo số 7 ạ. Mọi người like lên 200 like thì em sẽ quay mặt lại nhá. Việt Nam đấy là làm ạ. Mọi người like lên 200 like em sẽ quay mặt. Việt Nam đấy là làm. Trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 19:30 phút nhá. Đúng rồi, Duy Mạnh có em bài đi về thứ hai rồi. Chào anh Mạnh Hưng nha, xin chào tất cả mọi người. Em quay là động. Các cầu thủ khởi động khá là vui trước khi mà trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine diễn ra. Rồi, mọi người cũng có thể thấy là đây, không khí trên sân vận động Thiên Trường hiện tại đang rất là vui trước cái trận đấu giữa đội Việt Nam. Hiện tại chỉ mưa vài hạt thôi mọi người ạ, chứ không mưa to lắm. Số lượng khán giả đến sau một sân cũng rất là đông. Việt Nam nói là làm, câu nói hay nhất tối nay tuyệt vời em. Em đã bảo rồi, nếu như mà được 200 like thì em sẽ quay mặt lại, đúng không? Đây, bây giờ Công Phượng vào trong này. Công Phượng phải đi bắt ma rồi. Nếu như livestream này được 200 like nhá thì em sẽ quay mặt ạ. Khán đài rực lửa, một không khí tưng bừng, đúng rồi, quá đét chuẩn luôn. Mọi người like cho được 200 like đi ạ. Đấy, mọi người cố lên, sắp được 200 like rồi.
Báo chữ nổi tiếng dân Việt à? Hay cái gì? Báo thể thao dân Việt. Báo thể thao dân Việt. Sân trong trận đấu ngày hôm nay nhá. Trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với số 1 Nguyễn Đình Triệu, thủ môn, số 3, số 2 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Phạm Trung Hiếu, số 6 Nguyễn Thanh Bình. Số 6 Nguyễn Thanh Bình, số 8 Đỗ Hùng Dũng đeo băng đội trưởng, 11 Nguyễn Tuấn Anh, 14 Nguyễn Hoàng Đức, 15 Triệu Việt Hưng, 18 Phạm Tuấn Hải, 19 Nguyễn Quang Hải, 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Các cầu thủ dự bị có số 3 Nguyễn Ngọc Hải, số 5 Giáp Tuấn Dương, số 7 Nguyễn Công Phượng, số 9 Ngô Văn Toàn, số 10 Nguyễn Văn Quyết, 12 Nguyễn Đức Chiến, 13 Hồ Tấn Tài, 16 Trương Tiến Anh, 17 Lâm Ti Phong, 21 Phạm Văn Luân, 22 Nguyễn Tiến Linh và 23 Phạm Văn Phong. Đây là các cầu thủ sẽ dự bị này. Còn đội hình chính thì mình đã đọc trước đấy. Có khoảng không em? Xem mặt nó làm gì thất vọng đấy. Ôi dồi ôi, đúng rồi, xem mặt em thất vọng đấy mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người à, mọi người like giúp em ạ. 200 like, sắp được 200 like rồi. Văn Quyết vẫn được đá nha mọi người, Văn Quyết đá nhá. Dự bị nhá. Đội hình này mạnh hơn Yemen. Ủa sao lại Yemen ạ? À? Palestine nha mọi người ơi, Palestine ạ. À. Cô gái này chắc rất yêu bóng đá. Tất nhiên ạ, à, em rất yêu chứ ạ. À. Yêu em yêu tất cả các anh và đội tuyển Việt Nam. Dạ vâng, thủ môn Đặng Văn Lâm không có bắt nha mọi người. Thay vào đó là Đình Triệu. Hải Quế về Bình Dương nhá, Nga Trần nhá. Đấy, 154 like rồi ạ, 55 rồi. Ôi trời ơi, em yêu chị luôn, ok. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Báo Dân Việt cũng như là Thể thao Dân Việt ạ. Mọi người like giúp em nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Sơ sát với bạn. Sơ sát với. Sơ sát thế. Ôi, cái con. Thôi ra mất đi. Sắp được 200 like rồi mọi người ơi. Khán giả này hơi vắng. Đông lắm mọi người ạ. À. Đây, khán giả ở đây nha mọi người. Khán giả đông lắm luôn ạ. À. Rất là đông. Ngày mai U23 sẽ thắng 3-1. Mọi người dự đoán tỷ số trận đấu ngày hôm nay đi ạ. Ôi mọi người like sắp được 200 like luôn rồi này. Mọi người like đi, em sẽ cho mọi người xem tất cả phóng viên nữ ở đây. Đấy, kênh em đang trực tiếp đây thôi mọi người. Ơ, hay thật.
đang mưa. Không em, anh ở huyện Nam Định đang mưa. Nam Định chỉ mưa bé thôi ạ, không có mưa lớn lắm, chỉ có vài hạt thôi. Trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ạ. Còn khoảng 30 phút nữa trận đấu mới bắt đầu. Hà Nội thời tiết tuyệt đẹp em ơi. Vâng đúng rồi, chuẩn luôn ạ. Một 185 rồi ạ. Trời ơi, chúng ta chỉ còn 15 like nữa thôi, 14 like nữa. Mọi người dự đoán tỷ số trận đấu ngày hôm nay đi ạ. Tại sao Văn Toàn lại không được gọi lên ạ? À? Văn Toàn xứng đáng được gọi lên đội tuyển mà. Năm mới ghi được một bàn cho tuyển. Rồi. Năm 93 rồi ạ. Rồi, em có tiếp không có Văn Thanh. Anh em like nhiệt tình đi kìa. Chúng ta chỉ còn 4 like nữa thôi. Thì sao còn bà đi làm được gì mà nói. Đúng rồi. Em thấy Văn Thanh được lên tuyển là Văn Toàn được lên tuyển là quá xứng đáng. Hiện tại thì Philip Nguyễn vẫn chưa nhập tịch được, cho nên là chưa được gọi lên đội tuyển nha mọi người. Toàn về bàn nào đi. 2.000. Người Việt Nam có thể thua 1-2. Mọi người dự đoán đi số trận đấu ngày hôm nay đi ạ. Văn Hậu bị chấn thương nha mọi người, nên mà mới về thôi ạ, chứ không phải là loại Văn Hậu đâu ạ. Trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra lúc 19:30 nhé. Không có Bùi Tiến Dũng ạ. Không, Bùi Tiến Dũng cũng đã ra về cách đây mấy ngày rồi. 200 like rồi, ok. Mọi người có muốn xem bạn em ạ, để em quay lại sau mới thôi. Có Quang Hải nhé, Quang Hải đá chính nha mọi người. Đây ạ, em đây. Xin chào tất cả mọi người ạ. Đây, phía sau em. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là phía sau lưng em rất là đông khán giả. Đây, các cầu thủ đá chính của chúng ta đây ạ. Không có Xuân Trường nha mọi người. Đây, Quang Hải đá chính này. Bây giờ các cầu thủ sẽ hoàn thiện những cái bước khởi động cuối cùng để chuẩn bị vào phía trong phòng thay đồ. Cảm ơn mọi người đã khen ạ. Thank you.
Em cảm ơn anh Trần Văn A nhá. Không xem mặt à? Hôm nãy giờ em chưa xem mặt rồi mà mọi người. Anh vào muộn à? Anh Thương Nguyễn chắc vào muộn đúng không? Anh đã đăng ký kênh của em, mọi người đang theo dõi kênh thì giúp em xin mỗi người một like nhá và đăng ký ạ. Chúng ta follow kênh để có thể theo dõi được những cái thông tin về bóng đá Việt Nam mỗi ngày ạ. Ôi mưa rồi mọi người ơi, mưa rồi. Mưa rồi. Mưa. Xuân Trường có. Rồi em phải đi lại đằng này đã. Mưa rồi mọi người ơi. Đây là đội tuyển Palestine. Mưa to lắm luôn rồi mọi người ạ. Chết rồi. Đây là đội tuyển Palestine nha mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang xem livestream nhé. Hello. Mọi người ơi, mưa rồi nên em phải vào cầm cái ba lô mọi người ạ. Mọi người chờ em xíu nhé. Mọi người mưa to quá. Em phải để lấy cái trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19:30 mọi người ạ. Mai em có lên Phú Thọ nha mọi người. Em cảm ơn mọi người ạ. Trời ơi mọi người, mưa to rồi mọi người ạ. Mưa to rồi. Cho em trú với. Cho em trú với. Cho em trú với. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vậy em đang livestream anh ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Em ơi, anh làm ô cho em chứ nhỉ. Ok anh ơi. Hình như sân vẫn còn. Anh biết đây. 19:30 đúng rồi ạ. Mưa này toang thật. Tỉnh cô chú. Có
Chắc là em không ra sân quá. Không ngủ à? Không ngủ, không ăn. Đi vào trong FPT và cho em mượn cả. Có. Chắc là em đi, chắc là nhiều. Anh cũng không biết. Khi hỏi trực tiếp xong rồi là cái xét đầu kiểu gì có 3 cái ô rửa. Mưa to phết mà người ơi. Xem cái ba lô của em. Em chạy đi, anh chuẩn bị đứng ở đấy. Chị ơi, lau cam mẹ, hơi mờ, trời mưa đây nào, hơi mờ mọi người ơi, mọi người thông cảm giúp em nhá. Mai em có lên Phú Thọ nhá. Bây giờ đang là 19:13 rồi ạ. Trận đấu đây sẽ diễn ra lúc 19:30 nhá. Anh quên này, tí khả năng anh cầm ô cho em. Ở kia đâu? Mà bây giờ nó ra thì không có ô. Quay xung quanh sân đi ạ. Đây ạ. Mưa đây mọi người ơi, mưa to lắm. Ô cho máy vô. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19:30 nha mọi người. Cổ động viên ngồi ở nhiều chỗ lắm mọi người ạ. Đây là chỉ một chỗ thôi. Mưa của em ơi. Ok, em đang làm bình luận viên đây ạ. Thế trên khán đài nha. Em đang đứng đâu ấy? Anh đang có ô. Trong mờ ạ. Để anh xem tình hình nhé. Có trực tiếp trên. Ui ôi, đồng kia rồi lên chết. Mà nhà em có chạy đi đâu vậy? Em không biết, bây giờ anh đi luôn hả? Anh chưa đi rồi. Nhưng mà anh đứng dậy ạ. À, đứng dậy đi anh. Em cũng muốn đứng dậy ạ. Thôi để em cầm nhá. Anh quên này. Cho em cả ô nữa. Chết rồi. Chết. Ủa anh, ướt hết em, không được. Em đứng sau vô anh Quyết cả. Em sang thấy ô to hơn. Sao lại đứng trái chiều thế? Em định. Mọi người ơi, đây nhá. Khán giả bên này rất là đông. Đội tuyển Việt Nam chưa bên đá đâu nhá mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người ạ. Hai em đứng dịch sang bên kia cho anh chị. Được chữa. Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đang xem livestream ạ. Em ăn cơm tối chưa? Em chưa. Đội tuyển Việt Nam đá bên nào? Đá với hai trong nước vậy bạn. Đá với đội tuyển Palestine nha mọi người. Mưa nặng hạt luôn này em. Vâng ạ, mưa rất nặng hạt luôn mọi người ơi. Mưa to quá sao đá được, tội nghiệp các con quá. Bỏ rồi em ơi, em đi. Chỉ để quen người không hả? Trời ơi, anh ơi. Nãy giờ em quay nhiều về bên bóng đá mà anh. Hết rồi.
rồi em, vâng ạ. Có khá là nhiều người nước ngoài theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Đây, khán đài của Trần Thiên Trường gần như là đầy ắp khán giả để theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Đứng đây cầm ô em xuống sân em chạy đấy. Đáng chạy tôi chỉ đứng đây không làm gì. Chạy được không? Em trên nóc rồi. Không cần đứng đây. Em xuống sân em chạy. Anh nhớ đâu? Đi, lên nóc. Không đông bằng trận trước. Ok. Lên sân không em? Em giờ đi lên sân đấy ạ. Được. Để đứng trên này cho nó sướng chứ tội gì. Vâng, để em là cái ba lô nhá, anh chờ em tí. Anh che giúp em xíu được không? Em là cái ba lô đây. À. Này à. Mất hết rồi. Mưa bắt đá nha mọi người ơi. Sao lại không đá được ạ? Anh ơi, FPT của Châu Mận Ôm ạ? FPT của Châu Mận Ôm ạ? Hầu cái này đấy em này. Một vé bây giờ đang được giảm giá đấy mọi người ạ. Em thấy là ở ngoài phe vé bán một vé chỉ có 200.000 với lại 150.000 thôi. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 7:30, đúng 7:30 thì trận đấu sẽ bắt đầu nha mọi người. Không, anh lên đi ạ, em đi vào đây. Đây chị của em ạ. À, này em cho rồi ạ, đấy là em lấy cho phóng viên. Vâng ạ, cho phóng viên bảo em. Vứt ba lô thôi. Điểm ơi, quạt ai đi mua rồi? Ba bốn người đang xuống hết phòng kia. Ôi Văn Lom đây nha mọi người, Văn Lom này. Lâm đây. Văn Long đang nói chuyện với lại không được lên. Kéo ơi. Ok chưa? Còn 9 phút nữa thì trận đấu sẽ diễn ra mọi người ạ. Trời đang mưa rất to nha mọi người. Em phải đi vào phía trong này để đứng.
Mọi người chuyển sang FPT xem nha mọi người. Hẹn mọi người trong những lần live stream tiếp theo ạ. Mọi người chuyển sang FPT. Bạn có thể trượt món đồ yêu thích nhưng không thể trượt quà từ Vana. 100% trúng Vana châu vàng ngang qua khủng. Trượt quà tấm ảnh bao lâu nhanh không? 5 phút. 3 phút. 3 phút, ok. Của đội tuyển Việt Nam đã ra sân rồi. Rồi, Duy Mạnh đã chào khán giả này. Hoàng Đức này, Tuấn Anh này, Văn Quyết này. À, đây là Triệu Việt Hưng. Xem có bà Lan Phan Khải xem không nhá. Ô, trận đấu này là giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine mà mọi người. Rồi mọi người phải nói là cái trận đấu này thu hút rất là đông khán giả đến sân Thiên Trường theo dõi. Em yêu quay rõ coi thử. Quay rõ cái gì ạ? Anh muốn quay rõ cái gì thì anh comment giúp em nhé. Ê, tí chụp xong tí chụp xong anh em thử tập nhé. Cổ động viên ấy. Ok. Đi ơi, đi ơi. Em xin đội hình tí được không? Có tờ giấy đội hình không? Không có. Nhưng mà cho em mượn đội hình em đọc tí. Đây, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang khởi động ở phía bên này ạ. Cảm ơn anh bình luận viên Hà Tý nhá. Trận đấu ngày hôm nay ở bên phía đội tuyển Việt Nam có số 1 Nguyễn Đình Triệu là thủ môn, số 2 Đỗ Duy Mạnh, số 3 Phạm Trung Hiếu, số 6 Nguyễn Thanh Bình, số 8 Đỗ Hùng Dũng đem băng đội trưởng, 11 Nguyễn Tuấn Anh, 14 Nguyễn Hoàng Đức, 15 Triệu Việt Hưng, 18 Phạm Tuấn Hải, 19 Nguyễn Quang Hải và 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là đội hình ra sân chính thức trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ dự bị có số 3 Quế Ngọc Hải, số 5 Giáp Tuấn Dương, số 7 Nguyễn Công Phượng, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Văn Quyết, 12 Nguyễn Đức Chiến, 13 Hồ Tấn Tài, 16 Trương Tiến Anh, 17 Lâm Tý Phong, 21 Phạm Văn Luân,
và 21 Phạm Văn Loan, 22 Nguyễn Tiến Linh và 23 Phạm Văn Phong ạ. Đấy là đội hình ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Mọi người có câu hỏi gì có thể đặt xuống đây nha mọi người. Và mọi người đang xem livestream thì mọi người cho em xin mỗi người một like ạ, để chúng ta có thể tiếp cận được với nhiều khán giả theo dõi livestream này nhiều hơn nha mọi người. Vâng, em sẽ đọc lại đội hình ra sân ạ. Đội hình ra sân có số 1 Nguyễn Đình Triệu thủ môn, số 2 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Phạm Trung Hiếu, số 6 Nguyễn Thanh Bình, số 8 Đỗ Hùng Dũng đeo băng đội trưởng, 11 Nguyễn Tuấn Anh, 14 Nguyễn Hoàng Đức, 15 Triệu Việt Hưng, 18 Nguyễn Tuấn Hải, 19 Nguyễn Quang Hải và 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Đó là đội hình ra sân chính thức trong trận đấu ngày hôm nay. Không khí khán giả hiện tại bây giờ đang rất là sung trước khi mà trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine diễn ra. Uầy, ở sân Thiên Trường hiện tại đang có một vài hạt mưa rồi. Đội hình ok rồi. Cần xíu để theo dõi các cầu thủ của chúng ta khởi động đi ạ. Ok ạ. Các cầu thủ đang khởi động ở phía bên này ạ. Hơi xa chúng ta nha mọi người. Các cầu thủ khởi động hơi xa. Đây em sẽ cho mọi người theo dõi các cầu thủ nhá. Đi đầu là Quế Ngọc Hải, đây là đội hình dự bị ạ. Có Văn Quyết, Hồ Tấn Tài, Văn Toàn, Tiến Linh, Công Phượng, Lâm Thị Phong, mọi người nhìn rõ các cầu thủ chưa? Rồi em lại về sân Thiên Trường Nam Định rồi ạ. Vậy ok rồi, em nhìn xa nhưng vẫn thấy là các idol của mình. Đây, các idol đang hiện hữu trước mặt của tất cả mọi người đây ạ. Có Văn Toàn, có Công Phượng nhá. Chào Nga Trần ạ. Có Văn Toàn, có Công Phượng đây ạ. Chào Nga Trần nha, chúc mừng Việt Nam chiến thắng. Ok, mọi người dự đoán tỷ số trận đấu ngày hôm nay đi ạ. Đẹp và đáng yêu. Công Phượng. Việt Nam 2-1 Palestine. Ok. Văn Hậu à? Không có Văn Hậu ạ. Văn Hậu bị chấn thương và đi về rồi nha mọi người nhá. Ôi bấm cứng nhiều nhá. Trời ơi. Có Văn Quyết không em? Có Văn Quyết ạ. Tiến Linh dự bị nhá. Đây là đội hình dự bị ạ. Dự bị có Văn Toàn này, có Công Phượng, có Văn Quyết, ở Lâm Tí Phong, có Đức Chiến, Tiến Anh, Trương Tiến Anh, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh. Hồ Tấn Tài này.
rồi ôi.